Kiếm một người đó thì giống như là hình như làm về có một người để chia sẻ cùng mình, anh đi hết cuộc đời còn lại với anh thôi. Em chào anh ha. Anh chào em. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Anh có thể chào cộng đồng rồi anh giới thiệu về mình. Chào cộng đồng mạng nha, chào em. Anh tên là Tĩnh Nguyễn, anh ở Cali, ở Mỹ á. Anh 52 tuổi, 1973, anh 52 tuổi, anh sống độc thân. Vậy đó, độc thân. Anh qua Mỹ lâu chưa? Thì anh ly hôn rồi nhưng mà anh vẫn sống con mình nè. Anh qua Mỹ lâu chưa? Ba mươi mấy năm. Wow, đi lâu vậy đó hả? Anh đi viện gì qua Mỹ? Năm 93 đó. Thì năm năm nay làm cũng ba mấy năm rồi. Anh đi viện bảo lãnh. Viện bảo lãnh anh đi sớm vậy đó hả? Mẹ bảo lãnh. Anh rồi anh đang làm công việc gì? Anh bây giờ thì anh làm điện tử. Làm hãng điện tử hả? Anh nhưng mà khi anh qua tới Mỹ là lúc đó anh còn rất là trẻ hả? Anh qua là mới có 29 20 à. Gì đó, rồi là đi làm luôn tới giờ đó. Năm đó là anh 19 20 à. Qua xong rồi có đi học không hay là đi làm luôn tới giờ? Thì mặc dù qua thì cũng có đi học sau rồi có cái thời gian cái học xong là có đi làm. Rồi quê anh ở đâu? Ở Việt Nam? Việt Nam là ở Chợ Gạo Tiền Giang Ở Tiền Giang hả? miền Tây. Có quen không? Tại vì có quen là nhìn em thì cũng thấy quen quen đó, nhưng mà không biết là em ở vùng nào thôi. Vậy đó hả? Anh Dạ, ở tại vì Chợ hôm qua Gạo anh là thấy ở em, cũng ngay. anh tình cờ thấy em đương phỏng vấn cái đưa ông coi lên chương trình ông coi á, là anh coi anh thấy em với cái cô đó là lên chương trình, nhưng mà anh muốn là kết nối, tại vì anh nhìn thấy anh cũng sống một mình, cũng 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 lớn tuổi rồi, cũng anh kiếm một người bạn đời, là người bạn đi hết cuộc đời của mình, em hiểu không? Rồi anh thấy qua tình cảm vô cái chương trình của em là anh có lấy được cái số điện thoại của em, với hai số, một cái số điện thoại, một cái số gì Wi-Fi với Zalo, với một cái số riêng của em là cái số kế bên á. Anh nhắn tới để nhắn tin cho em, hiện tại anh gọi thì cái số của anh nó ở bên dùng bên đây, của anh á 510, mà cái số dùng mình ở bên kia là với cái số sao, cái số code năm, cái số dùng ở sao là và không biết là anh biết cái gì thế nào, nhưng mà anh cứ bấm vô đại vậy đó thôi, rồi chừng nào mà nhắn tin được em thì anh muốn kết nối chương trình, kiếm một người để nương tựa với nhau vậy thôi, sống đi hết cuộc đời còn lại của anh vậy thôi. Anh rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Anh ly hôn. Cưới vợ ở Việt Nam hay là cưới vợ ở bên đây? Người ta làm mai xong rồi qua đây, người ta bỏ anh rồi, người ta đi đi này kia rồi anh ly hôn. Anh có bé nào không? Không em, anh có con riêng, nhưng mà con riêng giờ nó đi theo mẹ nó rồi. Anh rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em nói sao? Anh nghĩ mình có những đức tính nào tốt? Đức tính thì anh, vợ tính của anh á, thì chỉ là đi làm về có thời gian là chỉ là nàng nghe nhạc hay là coi YouTube, coi này coi kia thôi, rồi giống như mình hết thời gian lại xong rồi mình đi ngủ thôi, chứ ngoài là anh coi nghe nhạc, thích đọc sách vậy thôi, chứ ngoài là anh không không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không gì hết. Thì anh nói là mà thứ nhất là nói cho anh hiểu, rồi nếu mà
mấy cô bạn gái nào mà thấy cái hoàn cảnh của anh vậy đó thì liên lạc với em ha, là kết nối là anh có gì đó anh để số phone trên trên màn hình đó, thì có gì đó cô nào mà muốn kết nối với anh đó, thì liên lạc qua chương trình với em thì lấy được cái số điện thoại của anh thì liên lạc qua với Zalo qua giống như em, anh đừng em cũng giống như xài cái giống điện thoại của em vậy thôi, thì anh có đầy đủ hết, Anh anh có có cái Zalo điện đúng thoại không? có file time có Zalo có tất cả những gì anh có trong điện thoại của anh, nhưng mà thì có được cái số điện thoại thì nó càng tốt. Anh nghĩ là khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm anh thì anh chỉ là thích đi đi tập thể dục thể thao vậy thôi. Khuyết điểm là anh có đức tính nào chưa được tốt? Không, anh không anh chỉ là cái tốt tính tình anh là tính tình là anh rất cái gì cũng cũng ok hết chứ không có gì hết. Rồi bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình á, anh muốn người đó như thế nào? Thì anh biết anh kiếm một người đó thì giống như là mình đi làm về có một người để chia sẻ cùng mình anh đi hết cuộc đời còn lại với anh thôi. Anh có nghĩ cô ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Anh nay năm 2 thì cỡ bốn mấy trở lên bốn mấy trở lên rồi Rồi. bốn mấy trở lên cũng được nữa. Gia đình của anh đó có được mấy anh chị em? Ba trai ba anh em ba trai một gái Gia đình anh á là ở bên đây hết hả? Còn ai ở quê không? bên đây hết à. Vậy đó hả? Rồi anh có về thăm quê không? Thỉnh thoảng anh có về lâu lâu anh có về về đó chỉ là thăm cái người mẹ cái người nuôi anh hồi nhỏ tới lớn thôi, còn còn mẹ anh thì bên này rồi, mẹ ruột thì bên này. Bao lâu anh mới về quê một lần? Thì giống như anh Tết nha, Tết thì lâu lâu anh về về vậy đó, về thăm quê hương vậy thôi chứ ngoài ra Việt Nam đâu còn ai đâu. Anh rồi anh coi video của em hay ai giới thiệu anh xem, Anh nói cho em nói cho anh coi tự coi video hay là ai giới thiệu anh? thì anh coi trên cái chương trình mới ngày hôm qua thôi, Vậy đó hả? vô tình cờ thôi, tại vì anh vô tình cờ là anh thấy em lên chơi em lên chương trình với cái người bạn đó đó, thì anh tình cờ thì anh lên thì anh lấy được cái số điện thoại để anh đóng lên chương trình kiếm một người để đi hết cuộc đời là còn lại của mình rồi, giờ mình cũng lớn tuổi rồi, anh cũng lớn tuổi rồi hiểu không. Anh rồi chiều cao của anh là bao nhiêu? Chiều cao anh là một mét là mà năm 65 1m65 à. hả? Không nhớ được, nhớ không nhớ năm mét nào không nhớ. Rồi Không, thì anh cũng ít anh nói với em á là anh ít con mấy cái đó anh chưa chơi, mình đi mình đi bác sĩ thôi mà mình đang đo mình đã này ta nói thôi thôi chứ còn anh đức suy nghĩ mấy cái đó hiểu không. Rồi thời gian rảnh rỗi á, anh thích làm việc gì để bao và giải trí cho mình? Thì giống như sinh luyện luyện rồi thì anh giống như vậy dọn dẹp nhà đi tập thể dục và đi vòng vòng ngoài công viên này kia đi tập thể dục rồi vậy thôi, rồi có khi mà buồn buồn thì đi vô mấy cái nhà sách đó thư viện này kia anh coi sách vậy thôi rồi đi về vậy Anh có sở thích karaoke không? Có biết hát không? thôi. Không Không có ca cổ gì, không có hát gì hả? anh biết hát nhưng mà anh thích một người mà giống như là bây giờ
là giống như to vừa rảnh rỗi thì giống như một người đã hát cho mình nghe được rồi là mình vui rồi, Nếu chứ còn anh thì anh biết hát. là cô bạn của anh nào biết hát là tốt Đúng, phải nhưng mà anh thì nói em á là nhậu nhẹt thì anh không có, rồi thuốc lá thì không. Nhậu nhẹt giống như chừng nào bạn bè nó đám tiệc hay là bạn bè mình sinh nhật của mình đó thì tổ chức, thì giống như mình chơi với bạn anh em thì chơi vui, uống một là một chai hai chai là đi ngủ rồi, chứ còn còn mà quậy phá là không có. vậy là thú giải giải trí của anh là gì? Giải trí anh thì thích coi mấy cái bóng đá này kia vậy thôi, đọc sách vậy thôi, nhưng mà mình coi cho mình giải trí thôi chứ mình không hiểu. Anh thích một cô mà anh tìm kiếm trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Anh muốn ít nói giống như anh vậy đó. Vậy đó. Anh cũng tại lên 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 chương trình đó thì anh nói em học em với anh phỏng vấn thì anh nói anh nói chuyện hơi nhiều, nhưng tặng cho biết là cái con người đó như thế nào đối với anh, đúng không? Nhưng mà ông ngoài đời là anh ít nói, ai làm gì làm anh không để ý tới. Vậy đó. Thì giống như là cuối tuần á, rảnh rỗi thì giống như em quen một người nào đó thì giống rảnh rỗi thì cuối tuần là đi giống như đi chơi, đi chợ hay là đi đi siêu thị này kia, thì cho nên cái đầu mình thoải mái vậy thôi, nắm tay nhau đi 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 siêu thị, đi giống đi shopping vậy đó. Nhưng mà rồi trong tình yêu anh ít nói như vậy, trong tình yêu, trong hôn nhân anh có lãng mạn không, có yêu chiều người yêu mình không? Có Có hả? Có biết tặng hoa, tặng hoa, quà trong ngày lễ đâu phải không? chứ, anh nói thiệt em chứ, có khi mà anh đi ra đường mà anh lễ giống như lễ tình nhân hay là lễ mẹ thì không nói gì, nhưng mà lễ tình nhân anh thấy người ta đi mua bông, chân bông, mua bông, mua hoa để tặng cho người yêu, mình cũng buồn lắm chứ. Giờ giờ mình cái số phận mình như vậy là làm sao em? Anh với lại vợ của anh ly dị bao lâu rồi? 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? Sống với nhau bao lâu mà không có con? Sống thì gần 3 năm rồi, cô ta đi làm rồi, cô ta này kia kia nọ rồi, anh về anh thấy cử chỉ cô ta không được vui với mình thì không, mình không được thoải, anh không được thoải mái á. Rồi anh nói chuyện với mẹ anh rồi anh đưa giấy ra tòa đi luôn. Anh đang sống chung với gia đình hả? Không, bây giờ hiện giờ là sống mà. Cha mẹ anh cũng ở gần đó. 15-20 phút Anh có biết nấu ăn không? thì cũng chút chút đỉnh em mà, anh đã sống một mình anh biết nấu thì nấu kia thôi, chứ còn nấu rườm rà như giống như em hay là giống như mấy con người khác thì không được ngon, chỉ mình có ăn được rồi. Rồi anh có Giống dự như định anh là nói, anh thấy anh đi làm về hay là đi bất cứ những gì thấy người gia đình người ta ngồi lên ăn cơm là hạnh phúc, hiểu không? Còn đối với anh thì đâu được hạnh phúc, được ăn cơm thì cũng ngồi một mình cũng thấy không có khi tuổi. anh ở Cali là anh ở ngay gần Phước Lộc Thọ không? Không, anh ở miền miền Bắc Cali, San Jose hả? giáp ranh San Jose với San Phan á. Ở đó chắc cũng người Việt chắc cũng đông phải không? Ít lắm em ơi, Ít hả? Rồi chợ Việt Nam đều đi có xa không? có chợ Việt Nam thì đi thì việc chợ Việt Nam thì nhiều Nhà hàng Việt Nam nhiều không? nhiều em. Anh rồi nếu bây giờ tìm hiểu một cô vừa ý anh xong hết á, tìm hiểu xong hết á, thì anh nghĩ là khi nào đi tới hôn nhân được? Thì bây giờ anh nói em, nếu mà cô ta, nếu mà thời gian đó là giữa anh với người đó thôi, chứ giờ em hỏi anh là anh cũng không biết được No. phải không? No, ý em hỏi thì giống như Nói hai giống như người đã là tìm cái hiểu gì không còn gì nữa hết á, là tìm hiểu lớn xong tuổi, hết tức rồi là á. nói trong già nè, nói già này lớn tuổi, nếu mà cái cô đó lớn tuổi hơn anh hay là anh lớn tuổi cô ta, đúng không? Thì mình cũng từ từ là bắt đầu là mình đã bị đổ vỡ một lần rồi, em hiểu không? Cái gì cũng từ từ, rồi muốn làm đám cưới, nếu mà anh không cần đám cưới nhiều, chỉ là
người đó có gia đình thì giống như mình làm cái tiệc nhỏ nhỏ, ra mắt hai hai bên vậy thôi rồi là đủ rồi, anh không cần cái rườm rà những gì hết. Đó Do anh cái nói anh nói em á, là do đó là do cái hạnh phúc của mình chứ không phải là do người cái hạnh phúc của người lớn, em hiểu không? Tại vì giờ ai cũng lớn hết rồi, mẹ cũng lớn, mẹ giờ mẹ lo cho mình xong rồi, giờ mình phải tự 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 quyết định, em hiểu không? Giống như xưa người ta một người em biết cái người ta xưa cái câu á, người ta xưa ta nói câu á, hồi xưa ba mẹ đâu đặt đâu con ngồi đó, bây giờ là ngược rồi em, là bây giờ là con đặt đâu mẹ phải ngồi đó thôi à, đúng không? Nhưng mà anh nói em á, là còn mà đạo á, thì anh á, là đạo nào anh cũng thích hết. Anh dự định là khi nào, anh có dự định là khi nào anh về Việt Nam nữa không? Thì bây giờ anh định là Tết năm nay anh về nữa, Tết hay qua Tết gì, Tết hay là gì trong Tết, gần Tết hay gì anh về, anh định về nữa đó, nhưng mà chưa biết chừng nào, em hiểu không? Trong vòng 2 ngày hôm qua 25 với 26 là anh biết chừng nào, ngày nào thôi, chứ anh dự định về nữa đó. Anh dự định là sẽ về nhưng mà chưa có biết là chưa có ai để định ngày phải không? Biết Tết rồi nhưng mà chưa định ngày. Mỗi lần anh về là anh đã được bao lâu? 1 tháng rưỡi. Tháng rồi ha. Đi chơi cũng sướng luôn Là ha. anh đi lúc nào là người ta đi á, là ta đi mấy tuần thôi, em hiểu không? 28 tuần thôi, em hiểu không? Nhưng mà anh đi á, là cái vé bay, thứ nhất là vé bay mình hơi mắc, thứ hai nữa là mình muốn đi chơi cho thoải mái, em hiểu không? Đi còn không chuyện, nhưng mà mình đi chơi gì bà, đi chơi Tết nhưng mình đi chơi nó thoải mái chút xíu. Anh còn bạn bè gì ở bển không? Đi lâu quá rồi Không, còn bạn bè không? bạn bè bây giờ là mình về là giống như là nó coi thường mình thêm, chứ làm gì hồi xưa thì mình ở Việt Nam nó còn coi thường mình giờ qua đây thì mình đâu còn gì nữa đâu. Về bản là mình chỉ là đi chơi chỗ này chỗ kia rồi về thăm quê vậy thôi, chứ còn xong rồi về, thời gian đó rồi về trở về Mỹ thôi. Anh rồi sau hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bây giờ trong lòng anh nghĩ là một người phụ nữ như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho anh? Thầy biết thưa, anh đã bị lỗi đổ dấu một lần rồi, giờ anh kiếm một người giống như biết thương anh, cùng chia sẻ cùng anh đi hết quãng đời còn lại, vậy thôi. Anh có nghĩ là ngoại hình của cô ấy đối với anh có quan trọng không? Ngoại hình thì cũng bình thường thôi, vừa vừa với anh thôi, mập mập cũng được, mà vừa vừa thôi chứ đừng mập quá. Anh có nghĩ cô ấy cao khoảng bao Làm sao nhiêu mà tướng giống như tướng của em là được rồi, không? Em bị mập nó không sao, nhưng mà tướng tướng em cũng cũng nhìn tướng em mập mập, nhưng mà nhìn tướng em đẹp, cũng vẫn đẹp chứ không phải giống người ta, em hiểu không? Mập nhưng anh. mà em nếu mà em nói mập nhưng mà mình phải tập thể dục, mình phải giữ em, mình giữ cái chế độ như thế nào, em hiểu không? Chứ đừng để cho nó mập quá, em hiểu không? Thì giờ anh nói em vậy đó thì anh mới coi lần đầu tiên, nhưng mà thứ nhất là anh cũng kiếm một người để đi nữa, đi hết cuộc đời cũng còn lại của anh thôi, vậy thôi. Cha mẹ anh lớn tuổi hết chưa? Mẹ có một anh còn còn mẹ thôi, còn ba ba thì ly dị, ba mẹ ly dị rồi, ba thì có người khác, vợ khác, thì giờ mẹ ba nói sao ở bên Việt Nam, còn mẹ thì ở bên Mỹ. Ok, em nghĩ là chắc cũng không còn gì hỏi anh nữa, thì anh có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Không em, tại vì giờ thì anh nói với em như vậy đó, cái gì cũng nói hết rồi, nhưng mà nếu mà cô nào mà đồng cảm với anh thì có thể là liên lạc qua chương trình của em, thì anh có để cái số điện thoại đưa cho em, làm biết cái số điện thoại của anh cái gì, nhưng mà nếu mà người nào mà đồng cảm với anh thì liên lạc với em qua chương trình, rồi rồi
đó thì có gì lấy số điện thoại của anh thì liên lạc qua cái giá giá lô hay là qua bờ. Anh là có Zalo phải không? Thường thường mấy cô thì liên lạc qua Zalo thì nhiều. Mà ở thì đây cũng có mấy cô ở đây mà. Thì Zalo đó thì đó anh có đầy đủ hết, thì anh nói em là anh cũng có số điện thoại như em rồi đó, thì cái cô nào mà cảm tình với anh hay là có sở thích hay là muốn nói chuyện trò chuyện nhanh đi là để chia sẻ cùng anh thì liên lạc qua chương trình của em thì em cứ đưa cái số điện thoại lo cho anh thì đều qua Zalo vậy thôi. Anh nhưng mà sao hồi thời anh qua em thấy người ta làm nail cũng nhiều, người ta làm nail cũng khá mà sao anh không làm nail? Nail thì em thấy bây giờ bên Mỹ này, bên đây, bên Cali nó không bằng bên các bạn khác, hiểu không? Bên đây có khi người ta còn đóng cửa bên Mỹ, bên Cali, bên anh mà bây giờ anh làm nail người ta còn đóng cửa, nó còn đi qua các bạn khác là làm kia mà làm nail nó biết sao luôn. Anh có bớt nữa kìa. Anh đâu có, mình anh đâu cần phải ở Cali đâu, đi tiểu bang khác chứ đó. Em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Anh chào khán giả cho em ha. Chào cộng đồng mạng, chào em. Chúc em làm việc một ngày mới vui vẻ. Dạ. Bên chương trình em.